thiếu gia William Hiếu Nguyễn gây bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo khác lạ. Mới đây, em trai tiên Nguyễn William Hiếu Nguyễn khiến dân tình bất ngờ khi đăng tải hình ảnh với diện mạo có phần khác lạ. Thời gian trước, thiếu gia Hiếu Nguyễn em trai tiên Nguyễn từng nằm trong danh sách có nguy cơ nhiễm bệnh cao khi tiếp xúc trực tiếp với chị gái. Tại sự kiện thời trang ở châu Âu, tuy nhiên, đại diện truyền thông phía gia đình Hà Tăng đã nhanh chóng lên tiếng nói rõ tình trạng sức khỏe của anh chàng. Được biết, Hiếu Nguyễn gặp Thảo Tiên tại Milan Ý và dự sâu Vessace. Sau đó, hai người trở về London ngày 23 tháng 2 năm 2020 và ở hai nơi riêng biệt. Khoảng thời gian sau đó, Hiếu Nguyễn bận thi cử nên không gặp lại chị gái. Tính đến ngày 13 tháng 3 năm 2020, Hiếu Nguyễn đã qua 19 ngày cách ly. Mới đây, Hiếu Nguyễn khiến dân tình bất ngờ khi đăng tải hình ảnh với diện mạo có phần khác lạ trong ảnh anh chàng gây chú ý với gương mặt có phần hốc hắc, dâu chưa cạo, phần má hóp và tóc để dài, có lẽ, vì từ trước đến nay, em chồng Hà Tăng, vẫn luôn xuất hiện với ngoại hình chỉn chu, điển trai, nên những hình ảnh này đã nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý của dân mạng. Dưới phần bình luận, Philip Nguyễn đã thả ngay một comment nhắc nhở. Làm ơi đăng mấy tấm ảnh đẹp đẹp hơn sau mấy cái ảnh này đi em, có thể thấy, hai cậu con trai nhà tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn vốn nổi tiếng tình thương mến thương. Nhưng, nếu tranh thủ châu nhau thế này, thì độ thân thiết cũng chẳng phải dạng vừa đâu. Trước đó, Philip Nguyễn cũng gây bất ngờ khi khoe ảnh ngày ấy bây giờ của Hiếu Nguyễn. Trước kia, em trai tiên Nguyễn sở hữu vẻ ngoài mũm mĩm với khuôn mặt bánh bao có nét đáng yêu, và ngây ngô, còn ở thời điểm hiện. Tại, Hiếu Nguyễn lại gây ấn tượng với vẻ điển trai, phong độ, và có chiều cao khủng 1m8. Bạn hãy tham gia bình luận dưới video về chủ đề này nhé. Trân trọng cảm ơn quý vị, và các bạn, đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại